chàng chê mũi cao, ngân 98 lại đi hạ sống mũi, trùng tu lần nữa để níu giữ nét đẹp đôi mươi. Mũi hồi xưa của con lúc mà chưa làm mũi nó còn cao hơn cái mũi này. Mũi tẹt không phải đang trend mà tôi sẽ làm cho nó trend nha mấy bạn. Gần đây, ngân 98 vừa công khai đã chi tiền khủng để trùng tu lại toàn bộ nhan sắc. Cô xuất hiện trên livestream với gương mặt sưng húp, người đẹp cho biết khi vết thương lành, mọi người chắc chắn sẽ bất ngờ với diện mạo mới của mình. Sau vài ngày, ngân 98 đã tháo nẹp mũi, cô công khai gương mặt mới trên sóng trực tuyến khi nhiều người không nhận ra. Nhan sắc của ngân 98 trở nên mềm mại, tự nhiên hơn hẳn sau khi cô nàng chỉnh sóng mũi, tháo cằm giả. Cô từng chia sẻ quyết định giao kéo lần này là do muốn có một hình ảnh mới mẻ trong mắt công chúng. Đang yên đang lành, quậy cho banh cái mặt vậy đó. Ngân đã tháo cằm giả, làm mũi, hạ gò má. Đợi nó hết sưng, nét lần này ngân sửa sẽ rất lạ. Mấy lần trước, ngân sửa quá chừng mà lần nào sửa xong cũng giống giống, không có khác. Đợt này, tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày tôi lại quyết định sửa mũi theo dáng này. Cô nàng cũng tiết lộ lần sửa này cô không muốn đẹp nữa, chỉ cần trẻ thôi. Hết sưng là đẹp liền luôn. Không đẹp cũng được, trẻ thôi được rồi. Bây giờ là ngân muốn níu kéo thanh xuân. Thế nên cô nàng mới quyết định hạ luôn sống mũi, chỉnh sửa để trông baby hơn. Ngân 98 cũng dự định sẽ giữ gương mặt này lâu nhất có thể vì sau những lần thay đổi, cô nàng lại quay về thích nét tự nhiên, trẻ trung như em bé.